Hello, xin chào mọi người, lại là Linh đây. Lâu quá rồi thì Linh cũng không trò chuyện với mọi người về những cái vấn đề mà xung quanh của Linh. Ngày hôm nay Linh cũng sẽ nói cho mọi người biết về mấy cái của Linh. Và có một cái mà mọi người vẫn đang thắc mắc là Linh đã phẫu thuật giọng hay chưa? Và Linh có phẫu thuật giọng hay không? Thì ngày hôm nay Linh sẽ trả lời hết nhá. Thì trong thời gian vừa qua thì mọi người cũng đã đọc báo rồi, đọc rất là nhiều thông tin về Linh. Xung quanh cái việc là Linh đã phẫu thuật yết hầu, thì Linh muốn nói cho mọi người biết rằng là Linh đã phẫu thuật gọt yết hầu, nghe có vẻ là hơi đau đúng không? Nhưng mà nó không đau. Thì thực ra là cái quá trình này thì Linh cũng sẽ xin phép là chia sẻ sau nhé. Là ngày hôm nay Linh chỉ nói rằng là cái việc phẫu thuật yết hầu này nó có ảnh hưởng gì đến giọng nói hay không, thì Linh xin trả lời mọi người rằng là không nhá. Tức là bác sĩ cũng đã kiểm tra này và đã nghiên cứu làm sao để sau khi phẫu thuật xong thì giọng của Linh không bị ảnh hưởng. Thì sau cuộc phẫu thuật thì giọng của Linh vẫn như thế thôi. Và ngày hôm nay mọi người nghe được cái giọng này, chất giọng cũ vẫn là nam tính, nhưng Linh đã tập làm sao để có thể là nữ tính hơn và nghe có thể là nó phù hợp với cái thân hình Linh như bây giờ hơn. Thì đấy là một quá trình luyện tập của Linh thôi, chứ không phải là sau khi gọt yết hầu xong mà lại nói được giọng nữ. Đó, cho nên là bây giờ là mọi người đang được nghe giọng nói của Linh là giọng Linh tập thôi. Còn để mà có thể như là nói cái giọng trước kia thì vẫn ok là nhá. Linh vẫn nói được, và nếu mọi người muốn nghe thì thôi, Linh xin phép sẽ không nói đâu, bởi vì là mình đang quen với như thế này rồi mà tự dưng nói lại cái giọng kia thì mình cảm thấy là nó không hay lắm. Thôi để khi nào có dịp chúng ta gặp riêng thì Linh sẽ nói mọi người bằng cái giọng kia cho mọi người xem lại. Nhưng mà thôi, còn gì phải nghe đâu, tại vì là bây giờ là mình đã tập nói giọng này rồi thì mình sẽ nói giọng này đi cho mọi người quen mà, đúng không? Cái mà mọi người vẫn đang thắc mắc là sau khi gọi yết hầu xong thì giọng Linh sẽ thay đổi như thế nào, thì Linh xin trả lời là không nhá. Nó sẽ không làm thay đổi giọng của bạn đâu. Nó chỉ làm cho cái về thẩm mỹ thì nó sẽ thay đổi, nó sẽ bị mất đi cái trái cổ ở đây. Mà thực ra là Linh gọt đi thì nó sẽ vẫn còn một chút, nếu mà gọt sâu quá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến giọng, làm cho giọng của mình bị khàn đi. Nên là Linh cũng bàn với bác sĩ là làm sao để có thể là cho nó hợp lý nhất. Cho nên là đôi khi ngửa cổ lên thì nó vẫn sẽ có một chút, nhưng nó sẽ không có quá nhiều lắm. Nếu mà bình thường như thế này, Linh quay nghiêng như thế này thì sẽ không thấy rõ lắm, đúng không mọi người? Hay là kể cả là nhìn thẳng. Thôi, bây giờ mình không bàn về cái đấy nữa. Và có một thắc mắc nữa là Linh có phẫu thuật giọng hay không, tức là về tương lai đó. Thì có nhiều người lại bảo rằng là Linh sẽ không phẫu thuật giọng, Linh muốn giữ giọng này. Oh no, no, Linh không nói như thế nhá. Linh đã nói với mọi người rằng là Linh sẽ phẫu thuật giọng nhá. Và không biết là mọi người có đọc thông tin ở đâu là Linh không phẫu thuật giọng, thì cái điều đó là không đúng. Và rất là nhiều người cũng đang mong đợi là khi nào thì Linh sẽ đi. Thì Linh cũng xin trả lời là trong năm nay Linh sẽ sắp xếp đi phẫu thuật giọng sớm nhất. Bởi vì là thực tế là bây giờ là bay đi nước ngoài thì vẫn đang hơi khó khăn, và việc xin visa thì cũng thực ra là bay đi còn không biết là bay đi được. Bay đi thì dễ, nhưng mà bay về thì không biết là có được hay không, bởi vì là cái chuyến bay về rất là khó tìm. Nhưng mà không sao, Linh cũng sẽ tìm hiểu. Và thêm nữa là Linh cũng đang làm một album, nên là sau khi mà thu âm xong thì Linh sẽ sắp xếp lại để đi. Tức là phải hoàn thành album xong đã thì Linh mới đi được. Và mọi người chắc chắn là mọi người sẽ được nghe album của Linh, nhưng mà với giọng nam nhá. Và không biết là lúc đấy mọi người sẽ như thế nào, nhưng mà thôi, không sao. Linh nghĩ rằng là mọi người sẽ đang rất là mong chờ là cái giọng của Linh sau khi phẫu thuật như thế nào. Và không chỉ mọi người đâu, mà Linh cũng đang rất là háo hức để mà có thể thay đổi. Có nhiều người hỏi rằng là Linh có tiếc hay không, thì thực sự là cũng thấy tiếc một chút. Nhưng Linh muốn là bản thân Linh sẽ phải thay đổi, Linh muốn như vậy. Khi mà Linh chuyển giới thì Linh cũng đã muốn là cái giọng mình nó sẽ phải nữ tính. Và cái quyết định này Linh sẽ không hối hận. Mặc dù là kể cả sau này nếu có không hát đi được chăng nữa thì Linh cũng vẫn chấp nhận. Và Linh hy vọng là mọi người cũng sẽ thích thú và tôn trọng điều đó của Linh. Và thực ra là Linh cũng biết là mọi người rất là tiếc, bởi vì nếu mà sau khi chuyển xong mà sợ không hát được nữa thì đó cũng là một điều rất là tiếc. Nhưng mà thôi, không sao, chúng ta hãy nhìn về tương lai.
và mong một điều gì đó tích cực hơn. Linh hy vọng là mình sẽ thành công và lúc đó Linh sẽ xuất hiện với cái bề ngoài hoàn hảo hơn, với một giọng nói nữ tính hơn. Và thôi, cũng chẳng biết chia sẻ nữa, bởi vì là mọi thắc mắc ngày hôm nay thì Linh cũng đã giải đáp cho mọi người rồi. Đừng nghe thông tin ở đâu nhá, chỉ nghe Linh thôi nhá, Linh chia sẻ là chính xác nhất nhá. Rồi, mong chờ một ngày mai tươi sáng hơn, mong chờ một tương lai tốt đẹp hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe những gì mà Linh chia sẻ. Và hãy nhớ bấm subscribe kênh YouTube của Linh nha. Nhớ bấm vào cái chuông thông báo ấy nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.